Chào các bạn. Hiện tại thì vừa rồi cái 13 giờ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 12. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2020. Thì thông tin từ Đồng Tâm vừa chuyển ra cho tôi thì có một số thông tin quan trọng. Tôi sẽ đưa lại những cái thông tin quan trọng đến với những người quan tâm đến Đồng Tâm, những người quan tâm đến tội ác thảm sát người dân của Cộng sản Việt Nam tại Đồng Tâm. Và tôi sẽ cập nhật cái thông tin đấy. Cái cuộc thông tin này thì nó rất là dài, tôi sẽ cắt những cái thông tin quan trọng nhất để tôi đưa đến người dân để mà vạch rõ cái tội ác của chế độ Cộng sản này gây ra đối với người dân Đồng Tâm. Về những cái thông tin hôm nay người dân Đồng Tâm gửi ra thì có một số thông tin nó cũ nhưng mà tin rằng là nó rất quan trọng nên tôi vẫn xác minh lại một cái nguồn tin từ Đồng Tâm chuyển ra. Về thông tin quan trọng nhất là cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà, bị bắn một phát đạn vào tim, bắn mấy phát đạn vào đầu và bắn một phát đạn vào chân trái, và cái phát đạn ở chân trái này nó xé toang cái chân trái của cụ ra nhé, nó xé gần gần đứt lìa chân trái của Lê Đình Kình ra. Và chúng ta lưu ý lại là cái chân phải của Lê Đình Kình là vào tháng 4 năm 2017 đã bị an ninh Cộng sản đánh gãy nhé, và ngày hôm qua ngày 9 thì họ bắn gãy chân trái của cụ. Và cụ Lê Đình Kình thì bị lực lượng cướp đất bắn chết tại nhà, và vợ cụ Lê Đình Kình là trực tiếp chứng kiến. Và vợ cụ Lê Đình Kình là cụ Dư Thị Thành các bạn nhé. Hiện tại thì đã bị bắt đi trong ngày hôm đấy, mà hiện tại đã được trả về đối với gia đình, đã được tại ngoại. Và khi mà cụ Lê Đình Kình, khi mà chính quyền Cộng sản Hà Nội họ trả xác cụ Lê Đình Kình về với gia đình thì họ bắt ký vào giấy là cụ Kình chết tại Đồng Xanh, cách nhà cụ hơn 2 km. Thì phía gia đình là kiên quyết không ký và nói là đằng nào cụ đã hy sinh rồi, và kiên quyết không ký vào cái biên bản sai sự thật vậy của quan chức Cộng sản. Thì ngay sau đó về sau thì họ vẫn trả lại thi hài cho cụ Lê Đình Kình. Và một cái vấn đề quan trọng nữa là hiện tại bây giờ những quan chức Cộng sản Hà Nội vẫn đang tiếp tục bố giáp và bắt giữ người ở tại Đồng Tâm. Và sáng nay thì họ tổ chức bắt giữ tấn công vào hai nhà, bao vây cô lập hai nhà và có khả năng là đã bắt người đi. Và họ vẫn tiếp tục, lực lượng cướp đất vẫn đang tiếp tục bao vây bố giáp và tước đoạt đi những cái tài sản của người dân trong những thời điểm này các bạn. Một thông tin nữa từ bà con chuyển ra là theo bà con thì có thể là còn nhiều người dân nữa cũng đã bị quân cướp đất giết chết trong cái trận càn ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và chúng hiện tại thì bây giờ chúng mới chỉ đưa xác của thi thể của cụ Lê Đình Kình về với bà con Đồng Tâm. Và theo như mọi người biết, dự tính thì chúng sẽ tiếp tục từng bước đưa những cái thi hài tiếp về, bởi vì chúng sẽ không đưa một lúc ấy. Có thể là nó sẽ gây lên cái sự căm phẫn rất là lớn trong nhân dân. Về đám tang cụ Kình thì phía gia đình là tổ chức là sẽ chôn cất cụ Lê Đình Kình, và sáng ngày mai là 7 giờ sáng ngày mai thì phía gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cụ Lê Đình Kình theo hình thức là chôn cất ạ. Dân làng thì vẫn đang tiếp tục bị bao vây rất là nhiều ạ. Và một điều đặc biệt nữa là cái lực lượng bao vây thì không chỉ bao vây dân làng mà chúng còn bảo vệ bọn chỉ điểm, và chúng bảo vệ bọn tham nhũng tại địa phương rất là chặt chẽ. Cái điều này rất là quan trọng để cho chúng ta thấy cái tâm lý của bọn cướp đất. Hiện tại bây giờ là chúng ngoài việc bao vây khống chế dân làng, cả làng, thì chúng còn bố trí bao vây bọn chỉ điểm và bao vây bọn tham nhũng tại địa phương còn chặt chẽ hơn rất là nhiều. Và chúng bảo vệ bọn chỉ điểm và bọn tham nhũng ở địa phương, bọn quan chức tham nhũng đất đai tại địa phương rất là nhiều. Và thông tin từ bà con là ít nhất là một tên cướp đã thiệt mạng khi mà tấn công vào gia đình nhà cụ Kình để giết hại gia đình nhà cụ Kình. Bởi vì gia đình nhà cụ Kình thì có một khoảng đất trống phía sau nhà và nó giáp với một nhà hàng xóm. Thì cái khoảng đất trống đấy thì gia đình nhà cụ Lê Đình Kình thì không xây dựng và nhà hàng xóm cũng không xây dựng, và nó hai bên là để thành một cái giếng trời, một cái lỗ thông gió, nó sâu khoảng mấy mét đấy, nó cũng là trời định thôi. Và khi bọn cướp đất tấn công để sát hại gia đình cụ Kình thì có một tên đã rơi vào đấy, và theo thông tin từ bà con thì một tên cướp đã thiệt mạng trong cái khi tấn công để giết hại cụ Lê Đình Kình. Và bây giờ tôi sẽ bật lại cái ghi âm nhé, tôi sẽ
sẽ tua một số cái đoạn ghi âm để mọi người sang mình, bởi vì cuộc nói chuyện nó rất là dài và nó rất là dài, là nhiều nội dung nó trùng lặp. Tôi sẽ bật một số đoạn để mà cơ quan báo chí và các bạn ấy có thể biết rõ hơn về cái tình hình Đồng Tâm ngay lúc này và những gì đã xảy ra, cái tội ác của Cộng sản Việt Nam đã gây ra với người dân Đồng Tâm trong ngày 9 tháng 1 năm 2020 ạ. Thứ nhất là cái đoạn này thì người dân người ta nói thông tin về việc cụ Kình bị quân cơ đốc giết chết tại nhà. Đây là cái đoạn ghi âm này, nó là người dân họ nói về cái việc mà cụ Lê Đình Kình đã bị lực lượng cướp đất đột nhập và tấn công và giết chết cụ Lê Đình Kình trong nhà riêng của cụ Lê Đình Kình ạ. Đây ạ. Nó bắt ký nhưng mà không phải là đi khắp làng, mà nó đi là nó hôm nay cụ Kình về là nó bắt là ký, thì là cụ Kình chết tại trên đồng sinh, thì nó mới cho mang cụ Kình về chôn. Thì gia đình nhà cụ Kình cũng có tuyên bố là kể cả các anh có mang đi đâu thì mang, bố tôi chết rồi, kể cả các anh muốn mang đi đâu được, còn ký là tôi không ký, là vì bố tôi chết tại ở nhà, bắn tại trong buồng, chết tại trong nhà luôn đấy. Bắn tại trong nhà lúc 6 rưỡi. Và có bà vợ ông Kình là người chứng kiến, không phải ai xa lạ. Cháu ạ. Đúng, đúng, đúng. Vâng, thế cho nên là cháu ơi, bây giờ cô không biết kêu ai đâu. Đấy, đây là cái thông tin bà con Đồng Tâm vừa chuyển ra, là cụ Lê Đình Kình là bị lực lượng cướp đất bắn chết tại trong nhà riêng các bạn nhé. Và trước đấy thì có một đoạn thông tin là cụ bị bắn một phát đạn vào tim và hai phát đạn vào đầu và một phát đạn vào chân trái, nó xé toang chân trái của cụ Lê Đình Kình ra. Và tôi sẽ đưa tiếp một cái đoạn nữa là tin từ cụ bà. Và cái việc mà bắn chết cụ Lê Đình Kình này thì có vợ của cụ Lê Đình Kình là cụ Dư Thị Thành là chứng kiến, hiện tại đã được tại ngoại các bạn ạ. Tôi sẽ đưa tiếp cái đoạn này lên. Bắn tại nhà, bắn tại trong buồng luôn, bắn tại trong buồng luôn mà chết luôn tại nhà luôn. Nó cho vào đùm vào bạt là nó khiêng ra xe là đi ba khiêng nhá, trong đó chưa biết là những khiêng nào, ba khiêng. Trong nhà cụ Kình là có ba khiêng, thấy ba khiêng là đi ra đấy, là cụ bà nói rõ ràng như thế, chứ không phải cái người nào, bây giờ không có một cái người nào trốn thoát để mà nó thả ra mà về được mà nói được cháu ạ. Thế cho nên từ vợ cụ Kình nhá, là vì hôm qua đi viếng là tất cả làng đi viếng cháu ạ, đi viếng ra là viếng là người ta hỏi là cái người nọ là thao cho người kia như thế thôi, chứ còn không có ai còn sống đâu để mà về. Nó bắt người nào đi là nó ma giam, đến bây giờ nó vẫn chưa cho về, không biết chết hay sống, không biết như thế nào, thế thôi. Con thi con. Đấy là cái thông tin của bà đưa ra, của bà là cụ Dư Thị Thành đã đưa ra cái thông tin đấy. Và có một cái thông tin quan trọng nữa là cái dấu vết đạn trên thi thể của cụ Lê Đình Kình ạ. Tôi sẽ đưa cái thông tin này lên. Đây là cái thông tin của cụ bà Dư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình đưa ra về những cái dấu vết của quân cộng sản sát hại cụ Lê Đình Kình trong rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 ạ. Cái tình hình là cái thi thể của cụ Lê Đình Kình ấy, thì có một vết bắn
thẳng ngực. Bốn. Và cái chân bốn đúng không ạ? Bốn vết. Đấy, mai ngày kia mà nó trở lại mạng bình thường thì cả nước sẽ nhìn thấy. Thế các cháu nó rửa giấy cho ông và nó rửa giấy cho ông là nó thấy là hai vết đạn trên đầu. Hai vết đạn trên đầu, một vết đạn bên ngực, một vết đạn bên chân không đau. Bắn xé toang tất cả chân cả, không còn bắn cự ly nó gần, coi như là xé toang hết cả, nó phá hết. Đấy, vâng. Không còn một cái gì, tan thương lắm cháu ạ. Khổ lắm cháu ạ, mà bây giờ bọn cướp đất, bọn lợi ích nhóm thì nó gây lên đồng tâm, rất đau thương. Nhưng mà đau thương lắm cháu ạ. Đau thương lắm cháu ạ. Vâng ạ, vừa xong là cái thông tin từ bà con nói về cái dấu vết của quân cướp đất sát hại cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng của cụ. Và tiếp theo có một thông tin nữa rất là quan trọng là về cái việc mà bọn dư luận viên nó nói là ở Đồng Tâm nó chỉ là một nhóm nhỏ người dân chống lại quân cướp đất ấy. Thực ra nó là tất cả dân Đồng Tâm các bạn ạ. Đây, tôi sẽ đưa cái thông tin này lên cho các bạn trực tiếp các bạn luôn ạ. Cô chỉ muốn làm sao, mong muốn làm sao là kêu gọi thế nào giúp dân làng nhà cô là về đừng có bắt dân nữa thôi. Bây giờ vẫn cứ tiếp tục đang bắt thôi cháu ạ. Thế thôi, bắt là bắt bằng hết tất cả cái tổ đồng thuận đấy cháu ạ. Không còn một chót một ai cháu ạ. Vâng, tổ đồng thuận thì nói chung là chỉ có là 20-30 người thôi cháu ạ. Thì còn thì nếu mà để mà nói theo tổ đồng thuận thì cả làng theo cháu ạ. Nó nói giỏi thì bây giờ nó phải bắt cả làng mới là đúng thôi cháu ạ. Là cả làng theo cháu ạ. Thế còn thì tổ đồng thuận thì người ta chỉ có mấy người, mấy chục người, người ta gọi là cương quyết, người ta đi đứng lên thôi cháu ạ. Thế còn nếu để mà nói theo thì ngoài cái những cái cán bộ nó trục lợi, nó tham nhũng thôi, thì còn thì dân là 10 người thì chỉ 9 người dưới người ta theo cháu ạ. Thế thôi thì cô cảm ơn cháu nhé. Dạ. Vâng ạ, thì vừa rồi thì đấy, những thông tin từ Đồng Tâm người dân đã chuyển ra cho tôi thì nó có rất nhiều thông tin quan trọng như vậy. Và chúng ta đều biết là ở Đồng Tâm thì tất cả người dân đều chống lại quân cướp đất. Và chỉ có bọn lợi ích nhóm, bọn tham nhũng thì chúng nó mới chống lại người dân Đồng Tâm thôi. Và hiện tại thì bây giờ ngoài việc bè lũ cộng sản, ngoài việc là canh giữ người dân Đồng Tâm và ngăn chặn và vẫn tiếp tục bắt bớ người dân Đồng Tâm, thì chúng đang giáo giết để bảo vệ những kẻ tham nhũng, những kẻ chỉ điểm để mà đàn áp người dân Đồng Tâm thì cũng đang được bảo vệ rất là chặt chẽ. Thì đây cũng cho thấy sự lo sợ của chính quyền khi mà sử dụng bạo lực để mà thảm sát người dân Đồng Tâm, và chúng đang giáo giết để giải quyết hậu quả, và chúng đang giáo giết để xóa đi những cái tội ác của cộng sản tại Đồng Tâm. Thì tôi mong muốn tất cả mọi người dân, những người nào yêu chuộng công lý, yêu chuộng sự thật và căm ghét chế độ cộng sản độc tài, tham nhũng, cướp bóc, chúng ta hãy cùng nhau sao chép và lưu trữ và truyền đi những cái thông tin của tội ác cộng sản gây ra đối với người dân Đồng Tâm. Mà cái tội ác này nó cực kỳ dã man các bạn ạ. Và thì tình hình Đồng Tâm trong những ngày tới thì nó vẫn đang rất là căng thẳng, và cái số lượng người bị bắt giữ vẫn đang tiếp tục tăng lên, và cái tình hình người dân vẫn đang rất là căng thẳng. Tôi mong muốn là các bạn hãy quan tâm đến vụ việc Đồng Tâm, bởi vì sự hy sinh của người dân Đồng Tâm chống lại bè lũ cướp đất chính là sự hy sinh cho tất cả người dân Việt Nam, hy sinh vì công lý, vì sự thật, và cái sự đàn áp cái cuộc thảm sát của bè lũ cướp đất, cuộc thảm sát của bè lũ cộng sản lên đối với người dân Đồng Tâm, và đặc biệt là lên gia đình nhà cụ Lê Đình Kình, là một cái tội ác cần phải được ghi nhớ, cần phải được vạch rõ để chúng ta lưu giữ cái tội ác của cộng sản này, để chúng ta lột rõ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của chế độ cộng sản phi nhân, chế độ cộng sản độc tài tham nhũng này. Chúng sẵn sàng giết hại người dân để cướp đi từng mét đất của người dân, chúng sẵn sàng bắn giết người dân để cướp đi từng mét đất của người dân. Nhưng mà trên biên cương, ngoài biển đảo thì chúng lùi bước trước giặc ngoại xâm, chúng sợ hãi trước giặc ngoại xâm, nhưng mà chúng sẵn sàng là chúng giết hại người dân để cướp đi mảnh đất, để chúng lấy về những cái mảnh khoản tiền để chúng vinh thân, chúng phì ra. Hiện tại thì cái chủ nghĩa cộng sản Việt Nam ở hiện nay nó là một cái chủ thuyết vô thần, và những cái quan chức cộng sản đã mục rữa đến tận cả thể xác và tinh thần. Trên tinh thần của chúng, những cái kẻ cộng sản quan chức cấp cao, chúng chỉ tính cái chuyện vơ vét tài nguyên thiên nhiên để bán rẻ đi ra nước ngoài,
chúng vơ vét tiền thuế của người dân và chúng tham nhũng tiền thuế của người dân. Không những thế, chúng còn cướp bóc đất đai của người dân, là những cái tài sản gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam, gắn liền với những cái tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam. Thì từ Bắc chí Nam chúng tổ chức cướp đất, chúng không thể cướp của một người, chúng cướp cả một làng, chúng cướp cả một xã và chúng cướp cả từ Bắc vào Nam. Đây là một cái tội ác vô cùng to lớn của chế độ cộng sản Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay. Cái tội ác lớn nhất của chúng, chúng có rất nhiều tội ác nhưng mà tội ác lớn nhất có lẽ là chúng đi cướp đất của người dân, chúng giết hại người dân để cướp đất. Đây là một cái tội ác mà lịch sử sẽ ghi nhớ về một cái thời kỳ đen tối, khi mà những quan chức cộng sản bất chấp luật pháp, bất chấp công lý và bất chấp lương tâm để mà xua những người lính trẻ, xua những cái công cụ của chúng để đi đàn áp người dân, để cướp đất, để giết hại người dân. Đây là một cái tội ác rất là lớn. Và hiện tại thì cái vụ việc Đồng Tâm tôi cho rằng nó đã đi rất là xa, cái tổn thất của người dân Đồng Tâm rất là lớn. Tuy nhiên thì cái chế độ cộng sản cũng phải chịu một cái tổn thất rất là lớn ở tại Đồng Tâm, khi mà chúng qua cái vụ việc mà chúng thảm sát người dân Đồng Tâm để cướp đất đai của người dân Đồng Tâm, thì rất 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 nhiều người sẽ biết rõ hơn về cái bộ mặt của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, chế độ cộng sản độc tài, tham nhũng và phi nhân tính hiện nay. Chúng đang sinh sống bằng xương máu người dân và chúng cướp bóc tài sản của người dân. Và cái tội ác của bè lũ cộng sản, bè lũ cướp đất lên đối với người dân Đồng Tâm và đặc biệt với gia đình nhà cụ Lê Đình Kình là quá lớn. Và những cái tội ác này là không thể rửa sạch và không thể che giấu. Và tôi mong là tất cả các bạn, những cái người yêu công lý, yêu sự thật, hãy liên tục cập nhật về tình hình Đồng Tâm và hãy liên tục sao chép lại và chuyển đi các bạn. Các bạn đừng chia sẻ cũng tốt, nhưng mà nếu có thể xin hãy sao chép lại để những cái bằng chứng tội ác, những bằng chứng về cuộc thảm sát người dân Đồng Tâm của Cộng sản nó không bị xóa đi và nó lưu giữ lại để chúng ta chiến đấu với Cộng sản trong những cái thời gian về sau này. Đây là những cái bằng chứng để chúng ta vạch rõ cái bộ mặt ăn cướp, bộ mặt độc tài tham nhũng của chế độ Cộng sản. Và tình hình thì như vậy. Và cũng có một số người hỏi rằng là trong cái cuộc càn ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì lực lượng càn quét có ai bị thiệt mạng không, thì thông tin từ Đồng Tâm gửi ra vừa rồi thì có một người khi mà tấn công để sát hại cụ Lê Đình Kình thì đã rơi xuống một cái giếng trời. Cái giếng đấy thông thường người dân gọi là cái giếng trời, tại vì nó thông lên từ nhà từ dưới lên trên và nó nhìn lên bầu trời để thông gió. Thì một tên khi mà lao vào tấn công cụ Lê Đình Kình khi chúng tổ chức lao vào để sát hại cụ Lê Đình Kình thì một tên đã rơi đấy và đã chết. Đấy là thông tin từ người dân nói ra. Thì cũng đúng thật là ma đưa lối quỷ dẫn đường, khi mà chúng rơi vào cái giếng đấy và chúng chết thì chúng âm mưu để chúng sát hại cụ Lê Đình Kình. Đây là một cái thông tin từ trong Đồng Tâm gửi ra và chúng ta cũng xem xét và chúng ta cần xác minh thêm về cái thông tin này. Và ngoài cái người đấy ra thì bà con Đồng Tâm cho biết là phía lực lượng tấn công thì những cái người khác thì bà con chưa xác minh được. Và đấy là cái thông tin như vậy. Và một cái điều quan trọng nữa là bà con Đồng Tâm đang dự tính là bọn cướp đất nó sẽ, số lượng thương vong của người dân chưa dừng lại ở cụ Lê Đình Kình, mà có thể là còn một số người khác cũng đã bị chúng sát hại trong cái cuộc trận càn để đàn áp người dân Đồng Tâm, người dân giữ đất Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Thì có thể chúng sẽ từ từ chúng chuyển xác và để chúng giảm cái sự căm phẫn của người dân. Thì cái thông tin này chúng ta cũng cần lưu ý và chúng ta theo dõi sát. Thì hiện tại thì phía Cộng sản thì chúng đưa ra là có một người dân là thiệt mạng là cụ Lê Đình Kình. Thì tất cả những người tiếp theo bị bắt lại, chúng ta cần phải hiểu rằng là những người đấy vẫn hiện tại vẫn đang còn sống. Và nếu mà những người đấy mà bị chết trong cái giai đoạn từ nay trở đi thì đấy là cái sự sát hại của Cộng sản lên những người đấy, những người dân Đồng Tâm. Cái vụ việc Đồng Tâm thì nó là vụ việc rất là, nó là đỉnh điểm của cái sự xung đột đất đai giữa người dân và chính quyền. Hiện tại bây giờ thì trong nước ở Việt Nam thì từ miền Bắc và đến miền Nam thì cái sự xung đột đất đai của giữa người dân và chính quyền nó là rất lớn. Nó xuất phát từ một cái điều luật đất đai phi lý, khi Đảng Cộng sản quy định đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. Thì như nhiều người nói thì cái điều luật đấy nó không khác gì là đất đai là của chung và do bọn cướp quản lý.
Và đúng thật như vậy, và hiện tại thì bọn cướp là những quan chức cộng sản đã liên tục cướp cái tài sản chung, tài sản của nhân dân về tay chúng để chúng làm giàu cho bản thân chúng. Và cái xung đột đất đai này thì nó sẽ không dừng lại ở những vụ việc đồng tâm. Trong tương lai chúng ta sẽ còn chứng kiến rất nhiều những cái vụ việc mà người dân phản kháng lại quan chức cộng sản, phản kháng lại bè lũ cướp đất để mong muốn giữ lại mảnh đất của gia đình như mình. Trước cái vụ việc Đồng Tâm thì chúng ta biết có rất nhiều vụ việc xung đột khác, nhưng mà tuy nhiên là những cái quan chức cộng sản Hà Nội họ đã không rút được kinh nghiệm. Những cái vụ việc lớn có thể kể đến như vụ việc Đặng Ngọc Viết bị cướp đất, và những cái lực lượng cướp đất họ đã sỉ nhục Đặng Ngọc Viết rất là nhiều, và sau đó chúng cướp đất của anh Đặng Ngọc Viết và chúng còn sỉ nhục anh Đặng Ngọc Viết. Điều này dẫn đến sự phẫn uất, và anh Đặng Ngọc Viết đã mua một khẩu súng và chờ đến khi bọn cướp đất họp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Bình vào năm 2013-14, thì anh Đặng Ngọc Viết đã đến tại phòng họp và bắn chết tại chỗ phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Bình, và sát thương làm bị thương 3 người. Thì đây là những cái kẻ đấy là những cái kẻ mà đã cướp đất của gia đình Đặng Ngọc Viết, và không những cướp đất chúng còn sỉ nhục, chúng còn hạ nhục Đặng Ngọc Viết. Điều này dẫn đến cái sự phản kháng của anh Đặng Ngọc Viết. Và sau khi bắn chết phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Bình thì anh Đặng Ngọc Viết đã rời khỏi hiện trường, đi về nhà và sau đó lên chùa ăn một bữa cơm chay, và anh Đặng Ngọc Viết đã tự sát bằng một phát súng vào tim. Đây là một cái sự rất là đau xót đối với những cái cảnh người dân thấp cổ bé họng phải lâm vào đường cùng và phải phản kháng, và lâm vào đường cùng và phải phản kháng với tất cả những gì mình có. Cái vụ việc tiếp theo là cái vụ việc của gia đình Đoàn Văn Vươn, thì bè lũ tham nhũng cũng mưu đồ là cướp đi cái mảnh đất của gia đình Đoàn Văn Vươn, và chúng huy động hàng trăm cảnh sát cơ động để tiến vào đầm Đoàn Văn Vươn với mục đích là cướp đi cái mảnh đất đấy. Thì gia đình Đoàn Văn Vươn đã phản kháng với một cái tất cả những gì mình có và đã sát thương rất là nhiều những cái tên cướp đất. Thì sau cái vụ này thì gia đình Đoàn Văn Vươn thì chú Đoàn Văn Vươn và chú Đoàn Văn Quý thì có đều bị xử án là 5 năm tù. Tuy nhiên thì sau 3 năm tù thì chú Đoàn Văn Vươn đã được ra khỏi tù, đã ra khỏi nhà tù, và hiện tại thì mảnh đất của gia đình Đoàn Văn Vươn đã được giữ lại. Đây là một cái điều rất là đáng quý, và rất may là gia đình Đoàn Văn Vươn trong cái vụ việc xung đột đấy thì không có ai bị hy sinh cả, và hiện tại thì gia đình Đoàn Văn Vươn đã sinh sống ổn định những cái mảnh đất đấy sau cái sự phản kháng nã súng và quân cướp đất như vậy. Và cái vụ việc tiếp theo là ở Đắk Nông năm 2016, khi mà lực lượng cướp đất đã từng đánh đập sát thương rất là nhiều người dân ở Đắk Nông, thì gia đình Đặng Văn Hiến sau cũng vào rạng sáng, nửa đêm gần sáng, thì lực lượng cướp đất đã tiến vào gia đình Đặng Văn Hiến tấn công, và bằng nhiều vũ khí để tấn công gia đình Đặng Văn Hiến, thì anh Đặng Văn Hiến đã nổ súng và bắn chết tại chỗ 3 tên cướp đất, và sát thương bắn trọng thương 13 tên cướp đất nữa, tổng là 16. Thì thông tin từ người dân cho biết là những cái tên còn lại sống sót hoặc bị thương đã phải bò vài km để đi ra khỏi hiện trường, bởi vì những lực lượng ứng cứu không dám tiếp cận hiện trường. Đây là một cái sự chúng ta phải biết rằng trước đấy gia đình Đặng Văn Hiến và những người dân đã bị đàn áp rất là dã man, có những người bị chém vạt sọ và rất là nhiều người đánh đập, và tất cả tài sản là cứ nửa đêm là chúng đem máy ủi và đem lực lượng đến để ủi phá và cướp phá tài sản, và dẫn đến cái sự phản kháng cực kỳ gay gắt của anh Đặng Văn Hiến. Thì tất cả những cái sự phản kháng của người dân thì đều được các luật sư họ nói rằng là sự phản kháng chính đáng, khi mà họ dùng tất cả những cái gì có thể để chống lại quân cướp đất. Bởi vì chúng ta nếu chúng ta không thể giữ được ngôi nhà của mình, chúng ta không thể giữ được ruộng đồng của chúng ta trước cái bàn tay cướp đất của quan chức cộng sản, thì chúng ta không thể giữ được quê hương đất nước các bạn ạ. Nên là chính cái bè lũ quan chức cộng sản, chính cái bọn quan tham nó là lũ giặc nội xâm, và người dân đứng lên tiêu diệt chúng là một cái điều rất là may mắn cho chúng ta, khi mà họ đã sẵn sàng chịu những cái rủi ro, chịu những cái áp lực để mà tiêu diệt cái bè lũ cướp đất, bè lũ nội xâm. Chính cái bọn quan chức cộng sản tham nhũng, chính cái bọn quan chức cộng sản cướp đất chính là cái bè lũ giặc nội xâm, và chúng cướp bóc tài sản của người dân, chúng làm nghèo đi đất nước, chúng làm đất nước kiệt quệ, chúng làm đất nước chậm phát triển. Và đấy là những cái tội ác trời không dung đất không tha của cái bè lũ cướp đất. Chúng không chỉ đánh đập người dân, chúng còn bỏ tù người dân, chúng còn sát hại người dân, nên là cái tội ác của quân cướp đất nó rất là lớn. Và tôi mong là các bạn hãy cùng chia sẻ, hãy cùng đồng hành với những cái người dân oan mất đất, những cái sự phản kháng quyết liệt và đau thương của người dân.
Thì đấy là những cái sự hy sinh rất là lớn lao cho sự thật, cho công lý, và hy sinh cho gia đình, cho quê hương làng xã, khi mà họ chấp nhận cái sự tổn thất, chấp nhận hy sinh để chống lại cái bè lũ giặc nội xâm, chống lại cái bè lũ cộng sản tham nhũng cướp bóc của người dân. Tôi mong mọi người hãy quan tâm hơn đến Đồng Tâm và những nơi khác nữa, chúng ta cùng quan tâm để chúng ta giúp đỡ nhau trong cái thời khắc khó khăn này, và chúng ta lột rõ cái bộ mặt tham nhũng độc tài, cướp bóc và khủng bố của cộng sản Việt Nam đối với người dân ạ. Hèn, chúng là một bè lũ hèn với giặc ác với dân ạ. Vâng, và vừa rồi là những cái thông tin về Đồng Tâm vừa chuyển ra cho tôi vừa ngay ngay lúc này, thì tôi tổng hợp lại như vậy và tôi dừng cái phát trực tiếp tại đây. Tôi mong muốn các bạn nếu có thể hãy chia sẻ clip này đến cho nhiều người dân được biết, và nếu có thể hãy sao chép clip này lại và đăng lên các trang cá nhân của các bạn để chúng không xóa đi cái nguồn thông tin này. Đấy, những cái nguồn thông tin này sẽ là những cái bằng chứng ghi lại tội ác của quân cộng sản, những cái tội ác của quân cướp đất, của bè lũ cộng sản đã thảm sát nhân dân Đồng Tâm, đã thảm sát dân lành Đồng Tâm để cướp đi những cái tấc đất của người dân Đồng Tâm. Vâng ạ, tôi xin chào các bạn, và những cái thông tin gì mới tôi sẽ cập nhật trên Facebook của tôi, của mẹ tôi là Cấn Thị Thêu, và của anh trai tôi là Trịnh Bá Phương, và rất nhiều người khác nữa cũng đang cập nhật liên tục thông tin về Đồng Tâm, và rất nhiều các phóng viên đã tiếp cận ở Đồng Tâm. Vâng ạ, xin chào các bạn.